Kính thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, kết quả chỉ đạo giám sát, làm rõ sai phạm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc xây dựng, ban hành chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tài sản công, định giá, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, từ sau phiên họp thứ 23 tháng 1 năm 2023 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, đồng bộ hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương. Tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc cơ bản đáp ứng yêu cầu, có vụ vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi chỉ đạo 68 vụ án, 45 vụ việc, đã khởi tố mới 12 vụ án, 45 bị can, khởi tố bổ sung 238 bị can trong 23 vụ án, kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung 20 vụ án, 369 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 15 vụ án, 252 bị can, xét xử sơ thẩm 13 vụ án, 194 bị cáo, xét xử phúc thẩm 13 vụ án, 82 bị cáo. Từ sau phiên họp 24 đến nay, đã khởi tố mới 3 vụ án, 9 bị can, khởi tố bổ sung 95 bị can trong 12 vụ án, kết luận điều tra 7 vụ án, 174 bị can, kết luận điều tra bổ sung 3 vụ án, 21 bị can, truy tố 5 vụ án, 71 bị can, xét xử sơ thẩm 2 vụ án, 38 bị cáo, xét xử phúc thẩm 5 vụ án, 11 bị cáo. Các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, vi phạm có tổ chức liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài khu vực nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan, đã mở rộng điều tra khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can. Trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và cán bộ lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương. Vụ án xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm đến nay đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Corp. Hoàn thành xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, gồm vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan. Vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại khóm 5, phường Châu Phú An, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Vụ án xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn 2. Vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, công ty AIC và đơn vị có liên quan. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tiến hành 9 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 76 tổ chức đảng liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty AIC. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật đối với 26 tổ chức đảng, 57 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, gồm 3 nguyên bí thư tỉnh ủy, 4 chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đầu năm đến nay, các bộ ngành địa phương đã chuyển 480 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đến các cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 232.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được trên 9.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đến nay là 75.800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 49,44%. Tôi thấy ý kiến là đều thống nhất, tập trung rất là cao. Với tinh thần sắp tới phải đẩy mạnh hơn nữa, làm tốt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực này không phải chỉ đến đây là dừng, mà còn phải tiếp tục lâu dài. Trách nhiệm của chúng ta còn lớn và trình độ của chúng ta cũng cần phải được nâng thêm. Còn nghiên cứu luật pháp rồi các cơ chế chính sách rồi tổng kết thực tiễn làm sao để mình có những biện pháp đúng, trúng, hiệu quả và từng đồng chí trên thực tế cái công tác của mình thì cũng đã có nhiều đóng góp rất thiết thực.
có ý kiến trao đi đổi lại để làm rõ thêm, nhất là cái việc xây dựng luật pháp, những vấn đề kiểm tra, giám sát, vấn đề quyền xử lý v.v. rồi cái định hướng sắp tới. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm những việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Nhất là tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại công ty Việt Á, công ty AIC, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát. Phấn đấu từ nay đến hết năm 2023, kết thúc xác minh xử lý 10 vụ việc, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án, xét xử sơ thẩm 7 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án. Nhất là phấn đấu ban hành cáo trạng truy tố đối với 2 vụ án. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty chứng khoán BOS và các công ty có liên quan. Đưa ra xét xử sơ thẩm 4 vụ án trọng điểm, vụ án xảy ra tại Học viện Quân y Bộ Quốc phòng liên quan đến hợp tác nghiên cứu sản xuất kit test COVID-19 với công ty Việt Á. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan. Vụ án xảy ra tại công ty thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop. Phát biểu trong cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra trong thực tế đã có những vụ án, vụ việc không đảm bảo tiến độ do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Tôi đề nghị là cũng phải cần xem xét xử lý những trường hợp nào làm chậm chạp, trì trệ. Như lâu nay là cứ làm một cái vụ nào đấy lâu lâu rồi, thấy nó chưa được, thế mà tôi hết thời hạn rồi, nên đây là thôi. Như thế tức là bỏ dở giữa chừng, tôi thấy đấy là một cái yếu điểm cần phải bổ sung cái chỗ này. Tại sao lại không làm được thì thôi, thế là cứ càng kéo dài ra, đến lúc không được cái này nó cứ chờ, đến lúc chúng ta tạm gọi là mệt mỏi rồi, hay là theo quy định là hết thời hạn rồi, thế là thôi tôi đóng cửa. Đây là một sơ hở mà cần phải sửa chữa. Tôi xin kiến nghị là làm triệt để đến bao giờ xong thì thôi, chứ không thể đến hết thời hạn thì thôi được. Luật chưa phù hợp với thực tế thì sửa luật. Cơ quan chức năng phải đề xuất, thực tiễn mới là tiêu chuẩn của chân lý, của lý luận. Chứ mà anh làm hay là không làm, thích thì làm, không làm thôi. Chờ cho hết thời gian, bảo là cái này theo quy định của luật là hết hạn rồi. Thế là chúng ta sợ hở. Và là cái đó lại khuyến khích cái sự trì trệ mà không làm dứt điểm. Định đến thời hạn nào mà anh làm không xong, lúc ấy tôi xử cái anh mà tại sao lại dừng lại không làm cái này được không? Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương tăng cường kiểm tra, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh chỉ đạo xử lý. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các kiến nghị đề xuất tại báo cáo kết quả chỉ đạo giám sát của Đảng đoàn Quốc hội, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 25.